Xin chào, chúc ngày mới tự nhiên an lành. Chào ngày mới nhiên an. Hôm nay vườn sâm bố chính của mình đã bước qua tháng thứ ba và hoa nở rộp khung trời, đang thu hoạch hoa mỗi ngày. Hoa sâm bố chính sau một ngày khoảng 9 giờ thì là nở như thế này nè. Nên mình sẽ gọi là hoa củ khai, 9 giờ nở chứ không phải 10 giờ nha. Một cái khung giờ rất là đẹp. Là khi mà nắng lên á, nắng mà lên ấm ấm á, thì là hoa sâm mới bắt đầu nở. Từ cái đài nhỏ bắt đầu bung xòe ra những cái cánh nha. Khi đi hái á, là mình sẽ chọn những cái hoa mà một ngày hôm sau nó co lại như thế này nè. Thì là mình sẽ hái những cái hoa này. Xong rồi á, tách cái đài ra, bỏ cái đài trắng ra. Sẽ có một cái hoa trần như vậy nè. Mình sẽ sấy thân hoa trong 48 tiếng. Thì cái cánh hoa nó sẽ giòn tan, là làm bột. Bột hoa sâm bố chính á, có thể uống trà hay khuấy uống trà bình thường, hoặc là trộn với sữa chua, đắp mặt, làm trắng, sáng da và se khít chỗ lưng lông rất là tốt. Những cái bông hoa tươi á, những cái bông hoa tươi giống như hoa này, thì là những bông hoa tươi này là hái cũng được, thì là mình sẽ hái và cũng sấy luôn. Còn những bông hoa mà cúp lại, giống như những cái bông hoa mà một xong là bốn sau một ngày á, sau một ngày hoa cúp lại như thế này nè, buổi sáng khi mà tưới nước xong á, hoa còn rạnh xương vì của mình hái xong, vẫy nhẹ cho nước nó đi ra là y như là rửa bằng nước sạch luôn vậy đó. Nguồn nước mình tưới là nước sông Sài Gòn, là nhà máy nước Trung An á, kế bên, nên là nguồn nước vi sinh rất là tốt. Nó rửa vừa tưới xong là hoa được đẫm nước, không mà hái xong rồi vẫy nhẹ một cái là nước nó ra, đem cái hoa này đi phơi. Và trong cái môi trường mình trồng á, các bạn thấy là có lưới chắn côn trùng nè, có lưới che ở phía trên nè, có lưới chắn côn trùng nè, có hàng rào nè, và không có côn trùng vô và cũng không có sử dụng phân thuốc, nên cái hoa này rất là yên tâm để uống ở trong môi trường sạch như thế này. Hiện nay á, thì là cái khuôn viên của mình á, một ngày hái chừng ký, nên là mình sẽ nhân rộng ra có trang trại lớn á. Tương lai sẽ nhận order của các bạn về trà hoa nha. Hiện nay chỉ là sấy tươi xong rồi, hoa tươi sấy khô xong rồi làm quà cho bạn bè uống trải nghiệm thôi à. Đã trồng được một mùa rồi, củ 3 năm rất là to, nên đang ngâm mấy bình ở trong á. Còn những cái củ nào mà không có đẹp á, mình sẽ bào lát ra mình ngâm mật ong và chừng 2 tuần là sử dụng được. Cái nước nó sánh mà uống vô rất là tốt. Đây là một trải nghiệm mới của mình khi sử dụng hoa sâm Việt Nam. Ai có nói gì thì nói, nếu mà một cây sâm mà trồng sạch á, thì giá trị dinh dưỡng của nó thì như một món quà tặng của thiên nhiên, của mẹ thiên nhiên, không thể nghĩ bàn. Còn ai có nói gì củ cải hay là cái gì nữa, bản thân cây sâm Hàn Quốc á, ở bên Hàn Quốc á, khi mà mình qua bển á, người ta lấy cây sâm non á, người ta nấu canh thì cũng như củ cải thôi. Thì cây sâm bố chính như vậy, nếu mà nó có 3 tháng, 5 tháng hay là 1 năm trở xuống thì nó củ cải thôi, nhưng mà cái củ cải đó thì như thế nào, trồng trong môi trường sạch. Và cái giá trị dược tính ở trong cây á, nó phát tác thì ít nhất là mình cũng ăn được cái thực phẩm sạch, đúng không? Nên là cây sâm Việt Nam hiện nay á, người ta đang định hình cho nó một cái chỗ đứng trên thị trường. Và các bạn mà làm được mình chúc mừng các bạn, còn các bạn mới làm á, thì là mình cũng trong cái tình trạng mới làm, nên mình hy vọng sẽ có một cộng đồng là ủng hộ cây sâm trồng sạch tự nhiên nha. Thì là củ cải cũng được, củ cà rốt cũng được, nhưng mà cái củ sâm á, thì là giá trị dinh dưỡng của nó chắc chắn sẽ cao hơn củ cải rồi, không thể nói nữa. Chỉ có là tạo niềm tin cho những người mới bắt đầu làm, ít nhất á, là làm lợi cho sức khỏe của bản thân gia đình mình, rồi những người thân, còn xa hơn nữa là xuất khẩu hay là bán. Thì hy vọng với một cái tâm thế của cái người làm trang trại xanh và sạch và bảo vệ người tiêu dùng cũng như bảo vệ chính bản thân mình, thì cái sản phẩm ra sẽ có giá trị sử dụng và có giá trị nhân sinh nữa. Đó, bên này nè, mình muốn là cái cảm giác của mình khi mỗi ngày đi hái sâm rất là hoan hỷ, thậm chí là vừa đi vừa niệm dược sư Lưu Ly Hoa Như Lai, rồi những món quà mình tặng cho các bạn nó mang một cái âm hưởng là thanh tịnh nữa. Đây, mỗi sáng mình sẽ đi hái hoa. Đây, hồi sáng giờ mình hái được một xô như vậy rồi nè. Thì phía dưới nó là cái hoa nhỏ, phía trên là hoa tươi. Đây, nhẹ nhàng thôi, vũ sạch nước, xong rồi thả vào.
sẵn sàng. Hoa sâm rất là tươi lung linh. Đó, các bạn xem công việc đó, nghĩ là người nông dân rất là cực khổ ở lúc mà hình thành, nhưng mà khi mà xây xong một cái nhà sạch như thế này nè thì là cái phần vất vả đó đã giảm khoảng 50%, do là đầu tư ban đầu là trong cái không gian sạch nên là mình đi như dạo chơi trong vườn hoa vậy đó, rồi cũng nhổ cỏ, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng mà những giọt mồ hôi long lanh này nó ở trong môi trường sạch và mong đen đem lên những sản phẩm thực dưỡng an lành cho mọi người. Đó, mỗi bông hoa như một lời chào đón vậy đó. Nhiều khi mình hưng phấn lên, mình lãm nhảm, mình trò chuyện với bông hoa, xong rồi mình hát với bông hoa. Đây là một pháp môn mới để tu thiền nè. Thiền với cây cỏ, gieo những hạt mầm vào đất. Mình biết sẽ gieo những hạt gì vào lòng đất. Mỗi một hạt mầm mang có một gương mặt mà mình, người thân của mình ở trong đó. Mình nhìn mỗi một cây hoa, mình cảm niệm được sự an lành. Hoa rồi sẽ tàn, người cũng sẽ tan. Hợp và tan trong cuộc đời như hai mặt của một vấn đề. Nên bông hoa dù có tàn rửa ngày mai, cũng để lại một bình trà giữ thực dưỡng ngon lành. Còn người hãy để lại trong lòng nhau một chút gì thương mến luyến tiếc, dù đến dù đi cũng xin tạ ơn nhau đã đến với nhau trong cuộc đời vậy nha. Chúc một ngày mới nhiều năng lượng an lành. Hoa sâm như cánh sao chào đón mọi người đến với không gian vườn thiền Nhiên An. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc một ngày mới nhiều năng lượng an bình an. Om Mani Padme Hum. Om Hật Rị Ra Hùm Ca Sa Rắc. Lời chú nguyện bình an đến những người thân bạn bè của mình đang hướng theo chờ mình làm từng bước đường, sẽ là món quà đẹp cho các bạn khi đến với vườn thiền Nhiên An. Nam Mô A Di Đà Phật.